Chào các bạn, hôm nay Vũ sẽ chỉ cho các bạn cách mình cắt một cái phần mặt trên của một viên giác xoàn ha. Thì như thường lệ thôi, Vũ cũng vẫn bắt đầu với các bạn bằng vòng số 32. Đây là một cái vòng số 32 ha, và hoàn chỉnh được bởi cái tay Vũ là Vũ vẽ ký hiệu cho nó ha. Hai vạch lớn là chữ X, hai vạch tạo ra giác tứ là dấu gạch xéo bên này ha. Rồi giác 8 thì Quân để nguyên, đó là bốn cái góc này Quân để nguyên ha. Rồi dấu chấm này là chia của giác 8 này, nếu mà mình xài không có dấu chấm này nó cũng là giác 8. Còn các vạch nhỏ nhỏ còn lại là tổng cộng là 32 vạch ha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cắt giác xoàn cho mặt trên. Thì để cắt được giác xoàn cho mặt trên thì chúng ta sẽ bo sạc để được cái mặt trụ này, và sạc bằng mặt cái mặt trăng để được một cái trụ có cái mặt phẳng ở trên như thế này, nhìn giống như cây đũa luôn. Rồi mình là người mới và mình là người đang tập chơi, mình sẽ ước lượng khoảng cách này bằng cách dùng thước vạch và lấy bút lông dầu, và chúng ta sẽ vẽ lại cái đường vạch này để làm gì? Để làm cái đường chân cho chúng ta có cái cơ sở chúng ta đo các cái giác trong quá trình chúng ta cắt cái mặt giác trên này ha. Rồi đó là một đường giới hạn. Rồi chúng ta đi vào công việc rất là nhanh ở chỗ này ha. Đây là một cái viên giấy xoàn và nó có rất là nhiều tiêu chuẩn, nên Quân sẽ không dùng một bộ công thức nào hết để mà chúng ta làm cái việc này, mà Quân sẽ chỉ cho các bạn là những cái góc đơn giản và những cái mặt cũng đơn giản, cách cắt đơn giản trên cái cần số 32 này để các bạn làm được cái mặt xoàn này ha các bạn ha. Rồi chúng ta nhìn vào đây nè, chúng ta sẽ thấy liền mặt này là mặt phá, mặt này là mặt chính. Vậy chúng ta sẽ cắt ha, là chúng ta sẽ cắt. Quân nói hơi tắt, Quân không nói cái mặt này cho nên thôi, giờ chúng ta cứ theo cái ý của Quân đi. Chúng ta sẽ cắt cái giác này trước, là gồm 8 mặt này ha. Sau đó chúng ta sẽ cắt 16 cái mặt này, gọi là brick facet ha. Chúng ta sẽ cắt 16 cái mặt này. Giờ để cắt được 8 mặt này, Quân chọn cái vạch này ha. Để làm này là 8 cái mặt này, các bạn nhớ ha. Rồi như vậy á, để mà cắt được hai cái mặt này đó, thì chúng ta sẽ cắt bằng hai cái chân này ha các bạn ha. Rồi bây giờ cái dấu chấm này để làm gì? Dấu chấm này là Quân dành để cắt cái mặt trên này đó. Các bạn chỉ cần nhớ như vậy cho Quân là chúng ta sẽ hoàn thành được công việc này ha. Rồi nói tóm luôn cho nó nhanh, thì ở cái mặt này chúng ta sẽ cắt cái góc đầu tiên hết là 41 độ. Nó sẽ rất là giữ được màu, giữ được độ sáng từ dưới đáy đẩy lên, màu của viên đá giữ được ha. Thì khi này, cái này 41 độ thì cái này lệch đi 3 độ, thì cái này là 44 độ. Rồi mặt này thì chúng ta sẽ để cắt là 16 đến 19 độ ha. Rồi cái table này thì chúng ta biết rồi, nó là cái mặt phẳng của mặt trăng ở trên cùng. Chỉ cần đưa cái cần mặt trăng vô chúng ta bo, thì tất cả mọi thứ đó đều có nằm ở trong cái video này ha. Rồi còn một cái cách thứ hai, chúng ta sẽ cắt ngay cái mặt này với cái góc là 39 độ ha, dành cho cái kiểu mặt trăng thấp như này, mặt trăng thấp như vậy ha.
Rồi, thứ hai nữa, 16 giác này chúng ta sẽ cắt ở góc 37 độ. Rồi, buông kéo xuống đây cho các bạn xem. Đây, các bạn sẽ thấy nè, người ta phá là 37 độ 5. Đó. Người lá cắt mặt chính là 35 độ. Và giác rìa là 16 độ. Hôm nay Quân sẽ không có để chúng ta ứng dụng cái này, mà chúng ta sẽ làm theo cái gốc mà của Quân. Thì các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả và hiệu năng của nó khi mà chúng ta cắt một cái viên xoàn có cái gọi là cái mảo ở trên nó cao một chút xíu ha. Rồi, đây là chỉ là một bản vẽ hướng dẫn làm và không có chi tiết như cái bản vẽ cơ bản như thế này ha. Cho nên chúng ta có quyền tự do sáng tác cái viên giác xoàn này ha các bạn nha. Rồi, ta bắt đầu ha. Rồi, công việc bắt đầu ở trên cái máy mài công nghiệp á, thì nó đòi hỏi chúng ta đầu tiên hết là chúng ta phải tính được cái khoảng cách từ cần đưa tới đĩa mài là bao nhiêu. Do đó chúng ta phải chỉnh cái này cho nó về cái vị trí phù hợp ha. Và cái việc mà để có vị trí phù hợp này, chúng ta nhìn nè, cái trục này nó phải cân đều với hai cái trục của đĩa. Nó là một cái tam giác cân đó các bạn. Các bạn nhớ chỗ này ha. Rồi, cái vấn đề thứ hai là các góc độ. Các góc độ để chúng ta cắt, chúng ta cũng phải phân tầng. Và chúng ta ướm nó vào trong cái này. Chúng ta ướm nó vào. Đó, ướm nó vào như thế này để chúng ta có được cái góc độ ước lượng ha. Khi mà chúng ta mài tới thì chúng ta sẽ có được ha. Thì làm sao để mà chúng ta tính được cái này trên nhau bao nhiêu, thì cứ để một viên đá chưa mài gì cả, chúng ta gác đây, chúng ta lấy cho nó cái độ cao này, chỉnh độ cao này nó bằng làm sao mà nó ra được 35 độ, hay là Quân nói là 43 độ đi cho dễ ha. Rồi xong rồi Quân lấy cái này 41 độ đó, thì bạn sẽ chỉnh được. Đừng có quay nữa con. Chúng ta sẽ lấy được cái độ cao giữa hai cái càn tầng 1 và càn tầng 2. Rồi cái càn tầng 3 chúng ta lấy được 19 độ hay 21 độ, thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy ha các bạn nhớ ha. Rồi, đó là cách chỉnh ba càn dành cho một cái mặt giác xoàn. Và cái cách chỉnh này áp dụng được cho tất cả các mặt khác. Và nhờ qua càng này, chúng ta sẽ làm việc nhanh hơn với hàng loạt viên đá giống nhau, hàng loạt ha các bạn ha. Còn các bạn chỉ làm đơn lẻ một viên thì các bạn chỉ cần dùng một cái cần nào mà các bạn cảm thấy thích nhất, nó có độ trơn rồi, nó cũ rồi, nó mòn, nó đều rồi, nó sẽ rất là nhẹ tay khi tháo ra, tháo vào, lắp vào đó, thì chúng ta dùng thôi ha các bạn ha. Cả ba cái tầng này nè, ở dưới cái máy công nghiệp á, cả ba cái này á, chúng nó đều không có chỉ một cái độ giống nhau nha các bạn. Thật sự không có giống nhau nha các bạn, không giống một chút nào nha các bạn. Cho nên á, cái mẹo là Quân chỉ bạn, bạn tháo này ra, bạn đem cái này, bạn gắp vào đây. Ví dụ như bạn chọn cái này làm cái chính, giống như Quân là Quân xài cái này làm cái chính nè. Quân hay vẽ những cái vạch lại, những cái màu lại ha, để Quân làm dấu cho bản thân mình. Thì Quân đưa qua như vậy để Quân dùng nó, để Quân ứng dụng, Quân ráp vô không có vậy ha các bạn ha. Rồi Quân sẽ bắt đầu tiến hành Quân siết ốc này kia cái lại, tại có một tay không làm được. Rồi bắt đầu quá trình cắt, Quân sẽ quay từng đoạn cắt cho các bạn xem ha. Bây giờ sau khi mà chúng ta chỉnh hết tất cả các cần chuẩn hết rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu mài ở cái tầng ha, cái tầng 2 đầu tiên hết là cái tầng giác chính của nó ha. Và Quân sẽ chọn cái vạch này để làm giác chính. Rồi, bây giờ Quân có được cái vạch này làm giác chính, thì Quân chọn tầng 2 là ở trên đây chỉ là 35, 36 gì đó.
nhưng mà thực tế nó là 41 độ đó các bạn ha. Rồi nước nôi thì đầy đủ ha, mình lực cắt nó lớn, trên máy công nghiệp nó mạnh lắm, nó chạy nhanh lắm, cho nên là mình phải chạy như vậy. Rồi thì ở tầng 1 ha, tầng 1 là 16 giác. Vui sẽ xài cái giác này và cái giác này đó, Vui sẽ xài cái giác này đó. Các bạn sẽ thấy nè, nó nói chạy nè, nó chạy độ nè đó, nó chạy đi khoảng 2-3 độ gì đó là cái này đó, là chúng ta ra khoảng 43-44 độ thì nó ôm giác chân vô đó, là 16 giác chân là tầng này. Rồi rồi tầng 3 mười mấy độ thì Quân sẽ chọn cái dấu chấm này để làm cái giác cho mười mấy độ. Thì lúc đó các bạn phải nâng cái này lên nha, nâng lên ha, nâng lên làm sao để giữ được cái đũa nó vẫn nằm ở trong cái vị trí có thể mày được, chứ lúc đó nó sẽ chạy ra ngoài này nè. Mà lỡ trường hợp nó chạy ra ngoài này thì chúng ta phải dời cần vào ha, đó chúng ta phải dời cần vào. Và chúng ta dời cần vào thì chúng ta phải thật sự là kỹ lưỡng, tại vì lúc đó cái tam giác cân này nè, nó sẽ cái tam giác cân này nè, từ trục này qua trục này nó sẽ có thay đổi đó nha các bạn ha, phải cẩn thận và kỹ cái này nha. Rồi khi mà tới tầng 3 thì Quân sẽ lại nhắc ha, giờ mình làm cho thiệt đẹp cái tầng 2 và cái tầng 1 này nha các bạn nha. Lấy chuẩn giác thì cực đơn giản ha các bạn, mình bo một cái mặt trụ cho nó thật là ok ha, sau đó đó là chúng ta sạc cái mặt mặt tròn, gọi là cái mặt trăng á, cũng thật là phẳng ha. Xong rồi chúng ta cắt giác trên cái cần số 32 á, bộ số 32, chúng ta cắt giác này ha. Rồi chúng ta lật qua đối diện, chúng ta cắt giác này và chúng ta dùng cái phương pháp so sánh hình học rất đơn giản là lắc dưới đèn, chúng ta coi được cái sự đều của nó ha, là chúng ta cắt được, có thể cắt được ha, nó chỉ như vậy thôi các bạn. Rồi xong rồi đến giác tứ chúng ta cũng làm cái bước tương tự vậy để coi thử rồi nó ra được cái hình vuông ngay giữa hay không. Chúng ta có được cái hình vuông đó rồi là mọi thứ càng lúc càng đơn giản hơn các bạn. Nhớ cái chỗ này dùm Quân ha, chỗ này nó rất dễ và nếu luyện lâu ngày thành thói quen, các bạn sẽ cảm nhận được à, các bạn cắt đẹp hay là không đẹp là từ ngay chỗ này rồi nha. Đừng cắt hết một lượt giác, tại vì cái đó nó đòi hỏi kinh nghiệm, chúng ta phải cao lắm chúng ta mới nhìn được nha các bạn. Hoàn thành 4 cái giác rồi đó các bạn, mình có thể nhìn thấy được cái hình vuông mà mình cần rồi đó à, thì cái bước kế tiếp á, là Quân nói luôn cho các bạn ở đây luôn là chúng ta cắt cái giác 8 ha. Đây cái giác 8 là chúng ta sẽ chọn cái này, đây cái này ha, ở đây là chúng ta có cái này, có cái vạch này rồi, bây giờ chúng ta cắt cái vạch này và chúng ta sẽ cắt cái vạch này ha. Cả hai cái vạch này chúng ta sẽ cắt trước chứ không có còn cắt đối diện nữa nha các bạn. Chúng ta cắt như vậy để chi, để chúng ta sẽ hình dung thế này, chúng ta sẽ hình dung được cái giác cắt ở đây và cái giác cắt ở đây, nó chia cái mặt trăng một nửa, mặt trăng này nè, cái giác lớn nè, ra làm 3 phần và chúng ta sẽ quan sát 3 phần nó phải đều nhau ha. Nó đều nhau ở cái cạnh nhỏ này và nó đều nhau ở cái hình mặt trăng bị chia nhỏ nha. Vũ sẽ làm cho các bạn xem cái ví dụ nó rất là kỹ chỗ này nha, sau đó chúng ta mới tiến hành đi một vòng nha các bạn. Quân đã nói với các bạn á, là Quân sẽ cắt là từ cái giác này, Quân sẽ cắt cái giác bên này dựa vào cái giác ở giữa này rồi lấy cái giác 8 bên này ha, các bạn thấy ha. Đó, như vậy Quân lật lại cho các bạn xem nè, các bạn sẽ thấy được á cái sự đều nhau của nó. Các bạn nhớ nha, này, mình thấy được liền nè, đó cái giác trên ở ngay đây à, ngay đây, và cái giác dưới ở bên này ha, cái giác dưới ở bên này đây nè,
à, cái giặt dưới nằm này. Cả ba cái này nó chưa có đều nhau đó các bạn. Nó chưa đều nhau. Và việc của chúng ta đó là phải cố gắng rà nó ha. Chúng ta rà nó dựa vào các trợ thủ đắc lực. Ví dụ như nè, chúng ta nhìn cái đường biên nè, cái đường chúng ta phải giới hạn nè. Đó, chúng ta đã có được hai giác này, giác bên này, giác bên này là nó đủ rồi nè. Nó gần tới đường biên nè, nó cách đường biên khoảng nửa ly nè. Còn cái giác này chưa tới nè. Chúng ta sẽ rà cái giác này. Rà làm sao cho cái đặt cái mặt ở trên này, cái cạnh ở trên này nó về bằng cái cạnh bên giác bên này. Và nó sẽ cả hai cái giác mới cắt này nó phải bằng cái cạnh của cái giác cũ ha. Chỗ này quan trọng nha các bạn, làm kỹ nha, cứ từ từ làm đừng nóng nha. Khi mà chúng ta rà được ba giác nó đều nhau như thế này nè đó, thì các bạn sẽ rất là thoải mái khi bắt đầu cắt những cái giác còn lại nha các bạn. Đó, nó đều rồi đó các bạn. Đó, như vậy thì khi nó đều nhau như vậy các bạn đánh bóng các bạn sẽ rất là thoải mái ha. Cái thời gian chúng ta chờ đánh bóng đưa xuống nghe cái reng cái là nó đã bóng rồi ha, và nó bóng đều nhau. Còn nó to nó nhỏ lúc ta rà bóng chúng ta phải tốn thêm thời gian để chúng ta rà bóng nữa các bạn. Rồi buông sẽ cắt hoàn chỉnh cho các bạn xem ha. Rồi chúng ta qua cái công đoạn thứ hai là cắt cái chân 16 chân ha. Thì đủ 8 giác rồi đó. Bây giờ trước khi cắt cái giác chân thì chúng ta đánh bóng. Tại vì là chúng ta cần có một cái cơ sở nhìn cho nó quen á, quen giác á, thì chúng ta làm cho nó làm sao nó có sự khác biệt ha, giữa cái tầng này và cái tầng kia ha. Bây giờ chúng ta đánh bóng luôn và chúng ta tận dụng cái sự lợi hại của máy mài công nghiệp, đó là nó có hai đĩa nên là ra mặt nào ra đánh bóng luôn cái tầng mặt đó nha. Dạ các bạn ha. Chúng ta cần lưu ý trên máy mài công nghiệp á là khi đánh bóng á chúng ta đừng có đè nha, tại nó ăn ghê lắm á các bạn. Chúng ta chỉ để rồi chúng ta lướt qua và chúng ta nghe được cái tiếng re re đó. Vừa rồi á là Quân đánh được á là ba mặt rồi, Quân quay cho các bạn xem ha. Đó, đây là một hướng dẫn cho nên á là cái nước bóng á mình không tập trung ha, mình chủ yếu là làm sao cho các bạn, chỉ cho các bạn cái cách các bạn có thể mài được cái mặt của một cái viên xoàn nha các bạn. Nè bây giờ nhìn nè, chúng ta thấy được cái đáy rồi đó, thấy không? Đó, bên này là chưa mài nè thì không thấy, còn ở trên này mài rồi nè là thấy trong rồi, thấy không? Đó, mà nhớ nha, đè không có đè mà để vô cho nó trôi tự do qua, mà nhớ giữ lại đừng cho tuột ra, nó dằn đá đó, nó trôi tự nhiên qua, re ăn cái là xong ha các bạn. Đó, mình đánh bóng cho nó rồi đó ha, các bạn thấy nè ha, đẹp ghê không? Đó, nó chỉ vậy thôi đó. Bây giờ đó, chúng ta sẽ cắt á cái giác chân 16 chân ha, bằng luôn cái mí của cái vạch chúng ta vẽ ha, rồi như quy định với nhau thì chúng ta sẽ cắt giác chân này và gác chân này các bạn nhớ ha. Rồi bắt đầu tiến hành thôi. Chúng ta nãy chúng ta mài tầng này nè, bây giờ chúng ta chuyển xuống cái tầng này ha, đây ha, đó. Và bây giờ nè mình phải thật sự cẩn thận, chúng ta chỉ chấm dần dần cho nó đủ ha. Và trong quá trình mà tạo hình cái giác này, Quân sẽ nói cho các bạn hình dung ra cái cách mà chúng ta thấy được các cái giác nó có độ cao bằng nhau và cái độ chuẩn với nhau ha các bạn ha. Rồi bây giờ Quân bắt đầu ha, mà nhớ là chậm thôi, đưa xuống chấm từng chấm một ha. Đầu tiên hết chúng ta sẽ cắt cái giác này, rồi sau đó chúng ta cắt cái giác này ha. Rồi chúng ta cắt cái giác này, ba cái giác này là ba cái giác tiên quyết để tạo hình nó ha, để tạo hình ra nó, để chúng cái cặp giác mà chúng ta đầu tiên á để tạo hình á đó, thì chúng ta đã thấy được hai cái chân tam giác nhỏ đó. Theo như cái mô tả của bản vẽ đó thì nó đòi hỏi là hai cái chân này nó phải bằng nhau đúng không các bạn, nó phải chạm nhau đúng không các bạn, các bạn nhớ không, các bạn nhớ cái điểm đó không? Đây
video đây. Đó, chúng ta là ta nghĩ là thấy không? Ta thấy liền hai chân nó phải gặp nhau đúng không? Thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ cố gắng chấm làm sao cho hai cái chân đó chúng nó đụng nhau nha các bạn. Chúng ta còn rất là nhiều khoảng cách ở dưới đó, chúng ta thấy nè, chúng ta còn cái đường viền ở dưới còn rất là nhiều mà chúng ta thoải mái mà cắt đi ha. Rồi để mà xác định hai cái chân đó nó là giác nào ha, thì mình chia sẻ luôn cho các bạn nắm rõ nè. Quân sẽ quay lại cho các bạn xem nè ha. Đây, nó là giác này và cái giác bên này. Đây, giác này đây và cái giác bên này. Rồi, chúng ta sẽ thấy được cái giác giữa lưng nữa nè, nó nằm ngay nè. Cái giác giữa lưng nó nằm giữa lưng giác này nè, nó nằm đây nè. À, các bạn cùng xem nha. Khi mà quân bo thì quân thấy nè, nó gần chạm chân nè, thấy không? Có một giác nó chưa có lên cao, giác bên phải chưa cao nè. Tí nữa quân sẽ chọn chân cái giác bên phải đó cho cao. Chào con. Rồi, thì giờ giác giữa lưng nè, quân lật lên cho các bạn coi giác giữa lưng là giác nào nha. Đây, nó đây là giác giữa lưng, hay ghê không? Bạn thấy không? Đẹp ghê không? Nó là thế đó. Rồi, chúng ta hoàn thành ba cái giác này đi ha. Rồi chúng ta bắt đầu cắt nghĩa tiếp. Thì quân vừa mài xong ba cái giác đó cho các bạn xem ha. Thì tại sao chúng ta phải tạo cho được ba cái giác này? Ba cái giác này là nó tạo cho chúng ta cái lợi điểm ha, là cho những giác kế tiếp. Thứ nhất là chúng ta có được cái chiều cao và cái tam giác ha, những cái tam giác đụng chân chuẩn, những cái tam giác đụng chân chuẩn nè ha. Rồi những cái tam giác dựa lưng nhau với cái chiều cao đúng chuẩn đó. Đó là cái cơ sở để chúng ta dựa vào để chúng ta cắt một cái mặt xoàn ở hai cái tầng đầu tiên quan trọng. Rồi, quân vừa cắt hoàn thành 16 cái giác chân nè các bạn ha. Quân quay cho các bạn xem nè ha. Chúng ta thấy nè. Đó, 16 giác chân là mình đã có cái căn cứ nhờ ba cái giác đó. Rồi chúng ta cắt ha. Rồi chỉ cần chấm thôi các bạn. Chúng ta chịu khó chấm thôi là chúng ta sẽ có được cái 16 giác chân này nha các bạn. Rồi, bây giờ nè, quân cho các bạn chia sẻ cho các bạn một cái này nữa. Các bạn nè, các bạn mua thêm cho mình một cái sản phẩm này. Đó là cái kính lúp ha. Lúp này 10 thôi. Thì các bạn có thể xem được là mình cắt tới đâu rồi. Mình cắt được không? Cắt ok không? Thì mình dùng cái kính này vô. Nó sẽ giúp cho các bạn đỡ đau mắt hơn. Đó. Đó, đại khái là quân đã cắt cho các bạn xem ha. Và quân dùng những cái thiết bị mình có được và quân hỗ trợ nó cho cái công việc này, dùng nó để hỗ trợ cho cái công việc này ha. Các bạn xem ha. Đó. Rồi, rút ra quân sẽ quay riêng cái kiến cho các bạn xem ha. Rồi, cái kiến chỉ như vậy thôi. Rất đơn giản và đẹp. Và phù hợp với lại cái túi tiền của một cái người mới chơi thôi ha. Kiến này không mắc tiền đâu các bạn ha. Chừng vài trăm mà, quân nhớ là như bữa quân mua cả combo luôn á là có mấy trăm à, 200 gì đó. Các bạn, cái quá trình mình cắt 16 cái giác chân nó đã hoàn thành các bạn ha. Thì quân quay lại cho các bạn xem ha. Rồi, và cũng muốn quay lại cho các bạn xem bằng cái kiến kia luôn để cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng nó ha. Khi mà chúng ta dùng kiến thì chúng ta có thể là thấy được nè, có những giác chưa đều nè. À, chúng ta thấy không? À, chúng ta thấy nè, đó, thấy rõ luôn. À, các bạn muốn sửa thì cái đó quân sẽ chỉ các bạn thêm ha. Rất dễ,
không không khó đâu. Đó. Đã hoàn thành hai cái bước đó. Tầng 1 là 16 chân và tầng 2 là 8 chân là giác chính ha. Thì bây giờ đến cái tầng 3, tầng 3 là cái tầng này ha. Tầng 3 này thì nó có cái số độ của nó là giống như Quân nói lúc ban đầu ở trong lúc chúng ta bàn luận với nhau á. Để mà làm này thì cắt cái gốc nó khoảng 21 độ. Thì đây Quân có vẽ lại là ở đây nó có lệch một chút. Đối với tầng 3 trên máy Quân nó lệch khoảng 2 độ 3 độ. Đó. Và chúng ta cũng đã thống nhất với nhau ban đầu là chọn cái dấu chấm này làm cho nó vào tầng 3 ha. Như vậy thì cái quá trình của Quân chỉnh là không hề chỉnh lại máy ha, không cần chỉnh lại trục, mà chúng ta Quân vẫn giữ nguyên như cũ và Quân có được cái đũa nằm ở vị trí này ha. Như vậy thì là sao, nó là một cái kinh nghiệm trong cái quá trình mình xài cái máy công nghiệp á, thì đũa này nè có thể ăn sâu vào trong này và lú ra còn có một khúc gì thôi, thì mình nên tính trước cái bước đó mà mình ăn gian nó ra ngoài chút xíu và mình siết lại. Và nhớ các bạn siết vô chắc thiệt chắc, để chi, để cho bạn tăng cái độ dài của cái này xuống, nó dài ra tới đây thì nó sẽ hạn chế cái phần mà chúng ta điều chỉnh thế này. Nhưng mà độ dài này nó phải phù hợp làm sao mà khi mà chúng ta ở tầng 2 và tầng 1 này, chúng ta có thể mài ở vị trí này và chúng ta vẫn có thể đánh bóng được ở vị trí này. Cái đó rất quan trọng nha các bạn ha. Mình nhớ cái này là chúng ta sẽ làm được. Và khi ứng dụng được cái này á thì chúng ta sẽ không cần phải dời trục nhiều lần, mà chúng ta có thể làm được nhiều cái giác ha, có nhiều cái giác rất là chuẩn. Thì trong cái hệ thống mà độ á mà Quân muốn chia sẻ thêm lại ở đây cho các bạn á, trong cái phần làm cái giác xoàn này, thì mình ứng dụng cái đó đi để mà anh em chúng ta sau này chúng ta dễ làm trên những cái mặt khác và những cái góc giác khác. Thì là mình cứ chọn là ở cái tầm 39, 38 tới 41 thì chúng ta sẽ vẽ được ha. Là cái vị trí số 2 quy ước là để làm mặt trên, vị trí số 1 quy ước là làm mặt dưới, và cái vị trí không có vẽ không nói gì hết á, thì cái đó là để chúng ta đưa cái này vô nè. Chúng ta đưa cái cần này nè, này là cần mặt trăng, chúng ta đưa vào đây để chúng ta đánh bóng cái công đoạn cuối cùng cho cái mặt trên của viên đá ha. Nó là cái vị trí chúng Quân vẽ này đó. Thì Quân sẽ có rất là nhiều clip để mà hướng dẫn các bạn cách mà set up cái máy ha tại nhà, rồi hiệu chỉnh nó trong quá trình làm việc ha. Rồi thì chia sẻ tới gần sắp tới hồi kết rồi, chúng ta đã đi được đoạn đường 75% ha, để Quân bắt đầu Quân cắt giác cái mặt viền ha, mặt trên của viên đá. Đây gọi là cái giác viền, đây giác viền là giác này ha. Và chắc chắn với các bạn ở ngay cái độ này, ngay cái dấu chấm này trên ký hiệu này, thì nó sẽ đối diện ha, đối diện với lại cái bộ giác nhỏ xíu này. Đây. Đây. Nó sẽ đối diện với hai đầu giác này. Tự nhiên nó bị cái Đây, Quân quay lại chỗ này cho nó kỹ. Nó sẽ đối diện với hai cái giác này đó các bạn ha. Rồi Quân sẽ bắt đầu tiến hành cắt ha, với góc độ là 21 độ. Rồi nghiệm nhỏ khi mà cắt cái giác này đó các bạn ha, các bạn đưa đũa xuống và các bạn chấm thôi nha các bạn nha, chấm và nghe theo cái âm thanh của nó nghe cái tạch, các bạn rút lên ha. Và phải để ý như vậy nè, mấy cái chân nó đụng nhau là lụm tiền rồi đó các bạn nha. Đó, chúng ta cho các cái chân nó đụng nhau là được các bạn. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta còn một cái nước bóng nữa, cho nên á, chúng ta cũng không cần thiết phải đụng nhau 100% đâu
gần đụng là được rồi. Lát chúng ta qua đĩa bóng chúng ta chà xuống cái nữa là nó vừa ha. Rồi để Quân làm hết rồi Quân quay cho các bạn một lượt nha. Thủ đắc lực cho chúng ta ở cái bước này khi mà chúng ta chưa quen là cái anh Kiến này ha. Anh bạn Kiến này sẽ giúp chúng ta rất là nhiều đó các bạn ha. Và chúng ta sẽ dùng bạn ấy để chúng ta kiểm tra ha. Kiểm tra các cái giác cắt này. À, nếu mà chúng ta thấy chưa vừa ý chúng ta có thể chấm thêm một vòng nữa ha, để cho các bạn ấy có cái độ sâu hơn ha, to hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Lát nữa đánh bóng, nhờ Quân nghĩ như vậy là ổn rồi, bây giờ Quân chỉ đánh bóng thôi ha. Quân chỉ kiểm tra những bạn nào mà chưa có, những cái giác nào mà chưa có đều á thì Quân chấm thêm thôi ha. Rồi mẹo kiểm tra các giác và lật các giác á, trên cần số á, thì sẽ chỉ vào một cái video cụ thể nha các bạn. Quân vừa hoàn thành đánh bóng 8 cái giác ha. Các bạn theo dõi ha. Thì khi mà nó đủ thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Nó sẽ đẹp như vậy nè. Nó sẽ tạo ra một cái hình vuông, đúng không? Chúng ta sẽ thấy nè, lắc qua lắc lại nè. Chúng ta thấy cái hình vuông nè ha. Nó là vậy đó các bạn. Cái giác xoàn nó đẹp vậy đó. Cái giác xoàn nó vậy đó. Đó. Rồi. Thì bây giờ Quân còn đánh bóng cái mặt trăng nữa. Thì Quân chỉ có dặn thêm các bạn một yếu tố nhỏ nữa thôi. Đó là khi mà chúng ta mài cái giác viền này, chúng ta cố gắng ha, cứ chậm rãi thôi và đánh bóng nó từ từ cho đến khi nào mà chúng ta nhìn thấy những cái vết xước hoặc là những cái vết động mờ mờ của nó ở trên cái tam giác nhỏ nhỏ này nè, nó không còn nữa thì chúng ta mới nghỉ nha các bạn nha. Mà nhớ là kiên nhẫn, chấm nhẹ nhẹ thôi, te thôi nha, đừng có gấp vội gì hết, nó sẽ hư đó các bạn nha. Cái giai đoạn gần cuối nó vậy đó, phải kỹ. Rồi chúc các bạn thành công. Bây giờ Quân đánh bóng cái mặt trăng nữa, rồi chúng ta chiêm ngưỡng thành phẩm của chúng ta ở một cái mặt trên và kết thúc cái video ở tập này. Đây là tập 3.2A đúng không các bạn, tập hướng dẫn chúng ta các mặt trên. Bước đánh mặt trăng này quan trọng lắm các bạn, và chúng ta phải vệ sinh cái đĩa cho thiệt sạch ha. Và chúng ta cần cho một lớp mỏng kem xoàn. Cũng sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn làm cái kem xoàn này luôn nha các bạn. Đây là một cái công nghệ của một người thầy trẻ hướng dẫn cho Quân đó. Rồi và khi mà gắn vào trong cái cần mặt trăng này, gọi là cần mặt trăng này các bạn, thì chúng ta sẽ để vào. Quân lời lắm, quân xài có một trục thôi, chịu khó cái trục cao như vậy. Còn các bạn nhớ chỉnh cái con lăn này nè, cái đỡ này nè, cho nó có độ cao bằng vừa phải để mình nhấn cái này nó không xuống ha, nó vừa thôi. Rồi mặt trăng đưa xuống thì đưa nhẹ nhàng thôi, rồi rút lên ha các bạn ha. Đó, rút lên rồi chúng ta lau sạch, chúng ta kiểm tra nha. Thì tại sao mà nó ăn một nửa nè, chúng ta phải suy nghĩ. Vì sao? Vì cái quá trình mà Quân bo đó, Quân bo ban đầu á là Quân bo bên cái máy này ha, cho nên á, kể cả Quân mài tinh bên máy đó nữa, cho nên á, là nó sẽ không có đồng trục với lại cái trục này, nó không có đồng trục với cái trục này nè, cho nên là nó bắt buộc là như vậy á các bạn. Cho nên mình phải từ từ thôi các bạn. Còn mình kỹ thì mình sạc bên này, nhưng mà do là Quân không muốn sạc bên đó, vì là nó có không có tới 1 gam nữa, nó không tới, nhỏ xíu à, nó không có tới 5-6 xe tăng nữa, nó khoảng 2-3 xe tăng à. Cho nên mình xài bóng luôn. Bởi vì nãy Quân mới cho xoài nhiều đó. Đó là cái kinh nghiệm mà Quân muốn chỉ các bạn nha.
gần sắp xong rồi đó các bạn. Còn miếng nè, thấy không, còn miếng nè, nó dễ lắm, nó không có đòi hỏi của mình nhiều cái gì đâu, chủ yếu là kỹ thôi các bạn. Nhớ nhẹ nhẹ thôi nha các bạn nha. Thì mài cái này á, thì mình nghệ sĩ nên mình phải có tập về đó, có tập về thì mình chùi vào tập về rồi mình giặt tập về thôi ha. Rồi hoàn thành rồi đó các bạn, buông clip một cái nữa cho nó mất cái đường sợi tóc đó đi. Kỳ này là xong luôn các bạn đó. Rồi vừa rồi Quân đã hướng dẫn hoàn chỉnh cho các bạn cách cắt một cái mặt trên của một viên đá giác xoàn ha. Rồi chúng ta cùng xem lại cái thành quả mà chúng ta xem mấy chục phút vừa rồi ha. Đây nè các bạn ha, chúng ta có thể thấy được cái hình vuông nè đó. Chúng ta có thể thấy được cái hình vuông của mặt trên của giác xoàn ha. Đây là một viên đá giác xoàn có cái mặt trên là mặt nó hơi cao ha. Nó có nhiều kiểu lắm các bạn, nó có mặt thấp, nó có mặt cao, và Quân sẽ chọn cái mặt cao để mà chỉ các bạn trước, và từ đó các bạn sẽ làm những cái mặt thấp hơn với cái góc độ lớn hơn ha. Cái góc lớn thì nó sẽ, cái góc nhỏ chứ, thì nó sẽ làm cho cái mặt nó lùn xuống. Rồi video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mấy chục phút vừa qua. Xin chúc các bạn làm thành công một cái mặt trên của viên đá giác xoàn ha các bạn ha. Rồi cũng xin chào. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video hữu ích của Quân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.